Gần tới thi học kỳ 2 rồi thì mình xin kính chúc tất cả các bạn, những bạn đang ôn thi và những bạn đang chuẩn bị thi có một cái kỳ thi với số điểm hoặc là cao và đạt được học sinh giỏi trong kỳ thi lần này nha các bạn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hịnh Đệ. Thì hôm nay kênh YouTube của tôi đã hơn 3.000 người đăng ký rồi. Tôi quyết định là tôi xin tiền mẹ, và mẹ tôi vừa mới bán nhãn xong luôn các bạn, là tôi xin mẹ tôi 1 triệu đồng để xài. Và mẹ tôi đã cho tôi đúng 1 triệu nha các bạn. Thì tôi sẽ đầu tư mua cá beta trên mạng cho các bạn xem, không ăn uống, nhưng mà tôi sẽ lấy tiền số tiền này để đầu tư mua cá cho các bạn xem. Hôm nay tôi sẽ làm clip là mua cá của Benta Shop nha các bạn. Thì Benta Shop như các bạn biết rồi đó, cá ở đó thì nó không có rẻ, nó rất là mắc. Không phải mắc, cái kiểu như là cá nó VIP với các bạn. Lúc trước tôi nhớ không nhầm là anh có một cái kênh YouTube cũng khoảng hơn là 100.000 người đăng ký với các bạn. Nhưng do là một cái lý do rất là buồn luôn, thật sự rất là buồn. Khi mà lúc đó là người dân Mỹ bên nước ngoài các bạn, người ta đi biểu tình về cái chuyện là bên Thái Lan họ nuôi cái con cá beta mà ở trong cái chai các bạn. Họ thấy như thế, họ đi biểu tình. Và cuối cùng là YouTube rất là siết chặt với những cái hành người, những cái người làm clip nuôi cá beta luôn các bạn. Thì những cái hành động như là mình bắt con cá lên bằng tay nè, hay cho hai con cá đá nhau á, thì đều bị nguyên tắc cộng đồng và xóa kênh hẳn luôn nha. Thì ngày xưa có ai biết đâu, đến bây giờ thì mới biết được các bạn. Cho nên là tất cả những cái kênh đó đều bị bay màu hết, kể cả anh Benta Shop luôn. Thì bây giờ anh không còn làm trên đó nữa, và tôi thấy anh trên TikTok hình như anh có làm nữa các bạn. Đây là Zalo của anh Benta Shop nè các bạn. Thì mình biết được là ngoài Zalo này á, anh còn bán trên Facebook nữa. Mấy bạn kêu tôi làm clip mua cá ở Benta Shop, thì hôm nay tôi sẽ làm cho các bạn xem nha. Tôi thấy cá của anh này thì phải nói là rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Không biết anh có chỉnh qua app hay là cái gì không ha, mà cá đẹp ghê luôn á. Nè các bạn coi nè, con Zalo nè. Ôi ôi, không biết có nhạc bản quyền không ta. Nó rất là đẹp nha. Đây nè. À, rất là đẹp nha. Ôi cá đẹp ghê luôn á. Mà tôi thử mua trên đây nha các bạn. Rồi bây giờ tôi nhắn tin cho ảnh nha. Nhắn bằng cái mic cho nó nhanh. Anh ơi, em muốn mua cá. Gửi nha các bạn. Để coi anh trả lời liền, anh đã nhận luôn rồi nè. Nhanh ghê ha. Rồi, rồi anh xem rồi các bạn ơi. Anh này anh nhanh hơn Xuân Cường á. Để kêu anh gửi mẫu qua nha. Anh gửi mẫu qua cho em với. Anh bán cá dòng gì vậy? Chấm hỏi đi nha. Nhắn nhiều quá không biết anh có trả lời không ta. Ờ, chào em, shop có nhiều loại từ rẻ đến siêu phẩm. Wow, bất ngờ nha. Shop gửi bản giá cho em tham khảo nha. Ok luôn các bạn ơi. Dạ. Em xem chọn loại nào thì báo shop gửi hình loại cho em, cho shop nha em. Ờ, bản giá nè, có bản giá luôn nè các bạn. Wow. Beta loại 3 hàng hủy sinh 9k một con. Beta loại 2 đủ màu lõi phơm. Ồ, có lõi phơm anh cũng bán nè. Nói chung là nhiều quá. 70.000 một con nè. Beta loại 1 130 đến 1 triệu một con. Trời ơi, có bán 1 triệu luôn. Dữ dằn trời. Rồi beta loại siêu phẩm nè, dành cho người chơi chuyên từ 1 triệu trở lên. Trời ơi, shop này bán cá xịn dữ trời. Rồi để tôi thử nha. Tôi hỏi ảnh có con cá nào dài 100.000 không. Anh có con cá nào dài 100.000 không anh?
Trời, nó ra ghi vài trăm ngàn thiệt các bạn ơi. Vài trăm. Không anh. Có em. Anh gửi em xem mẫu với. Ôi cá gì mà có 1 triệu một con nữa trời. Dữ dằn vậy. Đó giờ tôi mua cá có mấy chục ngàn con rồi các bạn. Cá 1 triệu tôi nghĩ là nó cũng đẹp lắm đó nha. Mà tôi chưa có mua bao giờ luôn á. Để khi nào tôi có tiền YouTube rồi tôi sẽ mua con cá 1 triệu trên đây cho các bạn xem nha các bạn. Shop gửi vài video cho em xem video nhé. À, dạ. Ồ, 1 phút 30 giây, nhanh cực kỳ luôn, chưa tới 1 phút 30 giây luôn. Quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, cá nhiều quá nè. Đây là cái dòng Head Moon cái gì vậy ta? Black nè. Con này cũng là màu màu gì vậy? Màu red nè. Ồ, mấy cái màu lạ lạ không ha. Mấy con này tôi nghĩ là Xuân Cường không có bán đâu ha các bạn. Rồi con này đẹp quá nè. Yellow, white. Ôi cá đẹp không các bạn ơi. Đây là hình ảnh từ 130 đến 200 gử. Con này là koi red cooper. Wow. Ui, nhạc bản quyền. Đây là con koi red cooper nha các bạn. Cooper là có ánh kim á các bạn. Ui con này nhìn đẹp ghê luôn á. Mình có 1 triệu luôn các bạn. Mình sẽ mua vài con cho các bạn xem nha. Wow. Ôi trời ơi, nhạc bản quyền nữa nè. Black Galaxy, để tôi tắt nhạc tôi cho các bạn xem nha. Nè. Ôi nó đẹp nè. Nhiều cá quá. Con này cũng đẹp lắm nè các bạn. Ôi đẹp không à. Quá trời đẹp luôn. Con này nhìn dễ thương ha. Con này nhà tôi có nè các bạn. Để bữa nào tôi quay cho các bạn xem nha. Rồi thôi để tôi lựa đi. Ê mua con này luôn nha các bạn. Mình có tiền mà các bạn. Mình sẽ lấy đại con này nha. Lấy em con này. Lấy em con này. Rồi để coi tôi lựa con nữa nha. Mình có tới 1 triệu luôn các bạn. Không biết ship bao nhiêu ta. Để tôi hỏi coi ảnh ship giá bao nhiêu nha. Ship bao nhiêu tiền vậy anh? Này. Ok em, shop còn nhiều loại lắm. Em cứ cần gì cứ báo shop gửi thêm nhé. Ship 30.000. Nay gửi mai nhận luôn. Cái gì? Gì mà nhanh dữ vậy? Có chuyện này luôn hả trời? Đấy giờ tôi mua có bao giờ mà nay nhận, nay gửi mà mai nhận luôn. Tôi thấy không tin rồi nha. Sao mà gì nhanh dữ vậy trời? Để xem thử có phải không nha. Để tôi mua thêm một con Head Moon cho các bạn xem. Hình như là tôi nhớ không nhầm là có bạn nào kia tôi mua con Head Moon phải không các bạn? Head Moon. Head Moon ha. Màu đen huyền bí không các bạn? Màu đen huyền bí đi ha. Hay là con này. Này giống màu xám xi măng quá ha. Tôi thích màu đen các bạn. Cái quần tôi cũng màu đen đó nè. Cái áo tôi cũng màu đen đó nè. Cho nên tôi quyết định sẽ mua con cá màu đen nha. Con cá này nhìn đẹp quá nè. Quyết định con này nha. Rồi, trả lời ảnh nè. Lấy em thêm con này luôn anh. Bao nhiêu tiền vậy anh? Con đó là 130.000 các bạn. Ôi. Tên là Black Cooper Head Moon. Wow, cái tên rất là dài hòn lòn luôn. Đó. Đây. Đó. Rồi thì tổng cộng. Rồi, thôi mua 2 con được nha các bạn. Để mai mốt có gì tôi mua thêm sau nha. Để coi coi cá của anh có đẹp thiệt sự không nha. Mấy bạn nói cá trên đây mà cá VIP không mà. Không biết có phải vậy không nữa. Để tôi về tôi kiểm nghiệm lại nha, tôi mới biết nha. Em chơi coi Get Galaxy không?
Coi ghét Galaxy nữa ha. Trời ơi, coi ghét Galaxy gì? Trời ơi, nó đẹp nè. Con này chắc tôi nghĩ nó cũng mắc à. Hỏi anh coi nhiêu tiền nha. Hỏi cho các bạn biết nha. Ê, nó ghi ra luôn rồi. Con này nhiêu tiền vậy anh? Để tôi hỏi cho các bạn biết luôn nha các bạn. Con này bao nhiêu tiền nha. Con này thì rẻ hơn con kia là 250. Con này 250. Con này là tới 300 mấy luôn rồi ta. Ồ, nè ánh kim nè. Thôi mình thích mua con đắt tiền các bạn. Hôm nay mình có tiền rồi mình phải mua con đắt tiền đúng không? Rồi thôi kệ đi, lấy trước hai con kia đi. Cái gì mình tính sao nha các bạn. Còn ship 30.000 nữa để coi đây. Anh lấy em trước hai con đó đi. Anh lấy em trước hai con đó đi. Ủa sao nó không lên ta chữ vậy? À nó lên rồi nè. Ơi chữ. Nó bị lát các bạn ơi. Hai con đó đi. À, anh tổng đơn hàng lại cho em. Nghe anh. Để coi hết bao nhiêu tiền nha các bạn. Bao nhiêu tiền? Rồi anh. Hình như hồi nãy cái con này là 350.000. 350.000 cộng với 130.000 là 480.000. 480.000 cộng với 30.000 nữa là 510 hả ta? Hết một tờ 500.000 của tôi luôn rồi. 510 đúng không? Ừ, cá đẹp thiệt các bạn. Cái con này là nghe đâu là cái này là hình như là Galaxy phải không các bạn? Cái chấm càng nhỏ thì nó càng đắt tiền thì phải. Của em là một con coi Gate Cooper 3 cộng một con Black Cooper Head Moon mã 112, 130.000 cộng 30.000. Ship tổng của em là 510 nha. À, nay gửi mai nhận được, em kèm thức ăn. Không em, trùng chỉ tươi sấy khô, hành viên nhỏ, vừa miệng cho cá, 40.000 một hộp hả? Thôi được rồi anh ơi. Được rồi. Anh ơi. Như đó đủ nha các bạn. Để em gửi địa chỉ. Để em gửi địa chỉ. Chỉ cho anh nha. Tổng cộng cái đơn hàng của mình là 510.000 nha. Từ đó tới giờ tôi chưa có mua một cái đơn nào mà nó mắc như thế này nha các bạn. Nhưng mà cá thì tôi nghĩ là nó cũng hơi bị xịn đó. Không biết là ảnh có sử dụng app để quay video không á. Chứ mình thấy mấy cái shop khác á là toàn là dùng app, hay là tôi thấy cá nó về nó không giống hình nha. Thật sự luôn á. Không biết cái shop này như thế nào nữa nha. Tôi cũng không có đoán chắc nha, mà tôi mua tới 510 nha các bạn. Nếu như mà cá nó xấu nha là tôi phốt cho các bạn xem. Nhưng mà cá đẹp thì trời ơi, không còn gì để nói nha. Nhắn cái gì nè. Ok, xíu shop sẽ đóng gói cho em luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Em cần gì cứ nhắn cho shop nhé, shop gửi em cách chăm sóc cá beta. Wow, anh Xuân Cường thì anh cũng có cách chăm sóc cho cá beta luôn nha, có gửi miếng giấy về luôn, anh này cũng có luôn, nói cho mình trước luôn nè. Chuẩn bị nước máy hoặc nước giếng để qua 24 giờ. Đó, bỏ muối hột vào lọ hộp 2 lít. Các bạn xem để các bạn cũng có thể là làm như mình nha các bạn. Khi các bạn mua cá về các bạn có thể xem ở đây đó, các bạn xem rồi các bạn lưu lại nha. Để khi mà mua cá thì mình có thể xem là mình làm theo. Ok, thì giờ tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ảnh nha các bạn. Thì tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại cái lúc nào mà có cá về tôi sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn. Hôm nay mình quay cá beta vip nên là buổi trưa đó mình đi học về mình đã cắt quả đầu này luôn các bạn. Tới 1 giờ trưa mình mới tới nhà được. Cái quán nó đông quá. Ok, thì hôm nay tôi sẽ làm clip là mở cá của tiệm cá cảnh Benta Shop nha các bạn. Không ngờ lại nhanh đến thế luôn.
chỉ trong vòng là một ngày là tới nơi các bạn. Trời ơi, không thể nào ngờ luôn á, thật sự luôn á các bạn. Anh Benta Shop anh nói mình như thế này nè các bạn, ở trong khu vực miền Nam á thì chỉ mất một ngày để anh giao thôi, còn ở miền Bắc á thì xa hơn chút xíu thì mất khoảng 2 ngày là tới nơi à. Không ngờ là anh giao nhanh đến thế luôn á. Thì hôm nay tôi sẽ làm clip là mở cá để xem thật sự là tiệm cá cảnh Benta Shop này bán cá có đẹp không nha. Đó giờ tôi mua cá, các bạn cũng xem clip các bạn cũng biết rồi đó, mua cá thì chỉ mấy chục ngàn thôi chứ chưa bao giờ mà tôi mua có con cá nào mà hiện tại cái đơn này tới 500 mấy ngàn. Hình như là cái đơn mà tôi mua lớn nhất là cũng giống vài trăm ngàn à, 100-200 ngàn dữ lắm rồi, nhiều khi không tới nữa. Nhưng mà lần này thì tôi mua một cái đơn hàng 500 mấy chục ngàn thì phải nói là cái đơn này rất là vip các bạn. Bản chất cái con cá này, nó nếu mà nó không đẹp thì nó sẽ không đẹp của các bạn. Còn nếu như người ta nói nó lợt màu này kia đó thì tạm chấp nhận được nha. Chứ mà nó đẹp hay không là nhìn vô là mình biết liền rồi các bạn. Tại mình không nói, chứ mà hôm nay là mình mua cá đắt tiền mình sẽ nói. Nếu như nó đẹp mình sẽ nói đẹp, và nếu nó xấu thì mình sẽ nói xấu. Thì đây là cái shop Benta Shop nha các bạn. Để các bạn không hiểu nhầm thì mình sẽ đưa cho các bạn xem. Đây là cái logo của Benta Shop nè. Mình đã chia đây, đây. Nè, các bạn thấy không? Benta Shop. Nè. Đó, Benta Shop nha các bạn. Thì rồi mình đã trả cái đơn hàng là hết 510.000 các bạn. Ok, bây giờ sẽ mở cái cho các bạn xem nha. Đó, nóng chờ lắm luôn á. Thật sự đêm qua thì tôi phải mất ăn mất ngủ với con cá này luôn á. Trời ơi, 510.000 thì cho có 1 triệu mà mình bỏ hết 500 mấy ngàn rồi thì không biết mình còn gì ăn không đó. Mình thì thấy cái hộp này khá là mớp méo nha các bạn. Chắc có lẽ là giao nhanh quá cho nên là nó hơi mớp chút xíu. Ê mà khoan mở các bạn ơi, tôi cho các bạn xem cái chỗ này nè. Tôi không biết là người ta có mở cái đơn hàng tôi ra không nữa mà sao ở đây nó lại trống trơn như thế này luôn nè các bạn. Trời ơi, tôi cũng không hiểu lý do luôn, không biết người ta có lấy cá của tôi trong đây không nữa. Nè tôi thấy nè các bạn thấy không, tôi chưa có mở luôn nha mà nó gì rồi đó. Kệ đi, biết sao trong vòng một ngày nó giao tới nơi luôn các bạn. Anh này ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở phía sau nha, để cho nó giống như hủ tục rồi đó giờ là mở cá nha. Rồi sẽ mở nha. Đây, hàng dễ vỡ nha. Ôi, đang rất hồi hộp nha. Wow, đây là một cái chúc mừng bạn đã quay được vòng vay may mắn, nhận được một phiếu voucher tặng một con cá. Wow, để chi ân cho khách hàng trên thân thiết trên Benta Shop, Shop xin tặng bạn một phiếu voucher tặng một con cá tự chọn cho đơn hàng kế tiếp. Wow, what the fuck, là mình mua hai con cá này là Shop nó tặng cho mình thêm một con cá nữa các bạn. Trời ơi, từ đó tới giờ là chưa bao giờ mà mình có được cái chuyện này luôn á nha, là Shop sẽ tặng cho mình một con cá tự chọn luôn nha các bạn. Hồi đã nha các bạn, lưu ý xem kỹ logo hoặc fanpage để tránh nhầm lẫn. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Benta Shop. Voucher chỉ có hiệu lực trong 2 tuần kể từ ngày nhận được voucher. Là trong 2 tuần đó là mình sẽ liên hệ với cái Benta Shop nha các bạn. Thì hai trong 2 tuần đó nếu mà mình không liên hệ là mình sẽ mất cái phần hưởng này nha. Và cái phiếu này thì mình phải trả lời hay sao ta? Từ từ, để có gì mình hỏi ảnh sao nha các bạn. Thì mình có kết bạn rồi. Ok, mình rất là biết ơn, cảm ơn anh Benta Shop rất là nhiều. Wow, thật sự mình rất là may mắn nha các bạn. May mắn. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái cho các bạn xem nha. Wow, cách đóng gói rất là lạ luôn. Thường thì các bạn xem của Liễu Phú Beta thì đóng thì anh đó sẽ đóng kiểu gì ta? Để shop. Để miếng shop lên như thế này nè, vuông vuông. Còn anh Xuân Cường á, thì anh để miếng shop mà bẻ đôi ra. Còn những cái shop trên Lazada á, thì họ chỉ để buộc lại thôi. Cái gì vậy? Trời ơi, không có gì hết các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem nha. Còn anh này á, thì anh sử dụng băng dính để anh dính lại. Đó, mỗi người có một cách đóng hàng khác nhau. Ok, tôi sẽ lựa cái con bên tay phải của tôi nha. Từ tay phải bên đây, thôi tay trái trước đi, tôi thích tay trái hơn. Rồi, đây là con gì tôi cũng không biết luôn các bạn. Yeah. Rồi mở cá cho các bạn xem nha. Thôi mà để lấy. Đây nè, tôi đã có mua mấy cái ly nhựa. Cái ly này 1 lít để nuôi cá nè các bạn. Tôi tính mua mấy cái kia, nhưng mà mấy cái kia mắc hơn. Mấy cái kia là cái gì quên rồi, cái keo nhựa.
cái keo nhựa nó mắc lắm các bạn. Mua cái ly như thế này nó rẻ lắm, 25 cái có 20 ngàn à. Không quảng cáo nha. Nhưng mà nó rẻ thiệt sự. Nuôi cái này thì nó sẽ ok hơn và đỡ tốn chi phí mình hơn. Ví phần là mình cũng là học sinh các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ mở ra nha. Cách đóng gói này tôi ưng ý nè. Trời ơi nó nặng. À, khỏi ngâm nước ngâm niết gì hết nha các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Tôi đổ nước thẳng vô luôn. Wow, cái con cá kìa. Ủa, con cá gì bự bự vậy? Bự không? Bự. Nhìn thấy bự rồi đó. Con cá này là con Black Cooper. Đấy. Ui, đẹp dữ hả? Đẹp không? Ủa? Đấy, Black Cooper nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ khoan hai chế nước vô rồi nước nhắc đi nhiễu luôn rồi. Lấy cái ly thứ hai nha các bạn. Đó. Nè, chị để bên quay cho bạn xem. Từ dưới xuống lên nè. Để xíu chế nước thêm đi chứ nước vậy nó đâu có bung lên được, chứ phần mới về nó cũng còn mệt nữa. Để lấy cái ly thứ hai à. Cái con này là cái con 350 nha các bạn. Ừ, 350 ngàn. Đó, con này là con VIP hơn con này luôn. Đẹp quá vậy. Ây da. 350 là nó đẹp như thế nào ta? Ui, ui cái thấy vậy nè. Trời ơi, nó văng vô mặt tôi rồi các bạn ơi. 350 ngàn. Mở ra cho các bạn xem nha. 350 ngàn. Có đẹp không? Wow. Ủa, cái gì vậy? Con này có nước lá bàn luôn nha. Wow. Đây. Ôi dồi ôi. Ôi nó đẹp kìa. Đó, bây giờ các bạn biết với cái con cá VIP, sự khác biệt với con cá VIP và những cái con cá rẻ tiền nó như thế nào chưa các bạn? Đó. Con nào có nước lá bàn là con nó VIP. Đây, để cho nó nghỉ mệt chút xíu nha, rồi tôi sẽ chế nước thêm cho các bạn xem. Chứ nhìn gì các bạn cũng chưa thấy nó đẹp đâu. Nhưng mà bên ân con Black đi lụm ca nước nữa các bạn. À, thì nãy giờ chứ cũng 3-4 phút rồi. Tôi sẽ chế nước vô thêm để thấy các bạn thấy vẻ đẹp kỹ hơn con cá nha các bạn. Nước này nước trong lưu để 2-3 ngày rồi, không sao đâu. Ê, nhưng mà tôi thấy nha, mới về một ngày mà nó sung vải trưởng luôn á các bạn con này nè. Nãy nó đá cái này kinh luôn. Trời, ủa sao nó sung vậy? Nó sung vải trưởng luôn á. Ba trăm năm mươi ngàn theo tôi đánh giá đẹp nha các bạn. Vậy đẹp không? Đẹp, đẹp thiệt nha. Cái này con tên lắc cái bơ mà ta. Đây ôi nó đẹp nè. Trời ơi, nó chưa có xòe cái đuôi ra mà xòe cái đuôi ra nó còn đẹp nữa các bạn. Trời ơi đẹp kìa. Đẹp thiệt ha. Cái màu này là cái màu black. Ý là màu đen á. Rồi mình sẽ lấy với các bạn xem cái con hát muôn nhà mình nha. Cái con này ngày xưa nó là thủy sinh nè các bạn. Rồi, đây mình sẽ cho các bạn xem con hát muôn của mình nè các bạn. Đó, và đây là cái con hát muôn của tiệm cá cảnh nha. Benta shop nha các bạn. Đó. Hai con hát muôn gặp nhau. Cái con cá này là con giống như một con thấy giống như siêu phẩm vậy đó, siêu phẩm của nhà tôi rồi đó các bạn. Nó là đẹp nhất rồi đó chứ không còn nào đẹp hơn đâu. 350 ngàn mà đẹp thiệt mà. Đâu phải đẹp, đẹp không Bin? Đẹp hả? Con này đẹp không? Đẹp luôn. Ờ, tất nhiên phải đẹp rồi, hàng mắc tiền nó có khác chứ bạn. Thì các bạn cũng biết rồi đó. À, thường là mình lên Shopee cái bán rất là rẻ, lý do là tại vì cá nó đâu có đẹp bằng đâu mà
muốn mua cá đẹp á thì các bạn có thể liên hệ Penta Shop nè, hoặc những cái shop nào bán cá đắt tiền á, đó đó là bán cá đẹp nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ dưỡng hai con cá này lại và ngày mai tôi sẽ quay clip này lại cho các bạn xem một lần nữa. Thì bây giờ tôi cũng không còn gì để chia sẻ nữa, và nếu như các bạn thích video này hãy đừng quên để lại cho tôi một like, một đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha các bạn. Rồi thì không còn gì để chia sẻ nữa, bye bye các bạn, bye bye.